Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy tìm nam thanh niên cướp hơn 200 tờ vé số của một cụ bà có hoàn cảnh khó khăn. Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Cúc, 66 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột đi bán vé số tại khu vực phường Thống Nhất. Khi bà Cúc tới hẻm 185 đường Phan Bội Châu thì một thanh niên đi xe máy đến ngỏ ý cho bà đi nhờ xe. Bà Cúc cảm ơn và từ chối vì đã về gần đến nhà. Sau đó người thanh niên chạy xe được một đoạn thì quay lại hỏi mua vé số rồi bất ngờ giật lấy sấp vé số gần 200 tờ vé số truyền thống và 10 tờ vé số Vietlott trị giá khoảng 2 triệu đồng. Người dân xung quanh đã đưa bà Cúc đến công an phường trình báo. Hoàn cảnh bà Cúc rất khó khăn, bà bị bệnh ban đỏ mấy chục năm nay, sức khỏe suy yếu và đang chăm sóc người anh trai 68 tuổi bị tai biến. Thu nhập mỗi ngày của bà Cúc khoảng 100.000 đồng từ việc bán vé số.